Nhà chính chủ giá tốt, 15 năm chui qua đầu tư nè quý cô chú anh chị ơi. Hiện tại á, em đang đứng trước một căn nhà trên trục đường Trần Thủ Độ, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú nha anh chị. À, căn nhà này là chính chủ 15 năm chưa qua đầu tư luôn, giá cũng còn đang rất là tốt nha anh chị. Đó, đường trước nhà thì đường bê tông hiện hữu chắc khoảng tầm 4 mét, ô tô có thể gieo vô nhà nha anh chị. Đó, đây, đem đi vài bước là mình ra tới mặt tiền đường Trần Thủ Độ rồi. Đó, đường Trần Thủ Độ, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú nha. Này, thấy anh chị thấy không? Đây, đây trước mặt mình là đường Trần Thủ Độ đó ha. Đây là cái hẻm bê tông nè, hẻm này hiện hữu thì chắc khoảng tầm 4 mét, hơn 4 mét tí xíu. Ô tô thì mình có thể gieo vô nhà được nha anh chị. Em bước vài bước nữa là mình ra tới mặt tiền đường Trần Thủ Độ. Này anh chị thấy không? Đây là đường Trần Thủ Độ nè. Đó, ngay cái đoạn giao giữa Trần Thủ Độ nè, Văn Cao, Nguyễn Sơn rồi anh chị ha. Đó, ngay kế bên đây là cái trường tiểu học Võ Thị Sáu nữa. Rất là gần, nhiều tiện ích nha, ngay chỗ khu trung tâm phân lô đồng bộ nha anh chị. Đó, mình đi vài bước chân là vô lại tới căn nhà rồi. Này, đường trước nhà thì trước nhà mình hiện hữu thì nó khoảng tầm 4 mét, xe hơi thì mình có thể chạy thẳng vào nhà hoặc là gieo vào nhà nha anh chị. Hẻm thì hẻm thông nhưng mà xe hơi thì không thông được nha. Đó, xe hơi chỉ có thể vào nhà thôi. Đó, đây, nhà mình có diện tích là ngang 4m09, dài là 13m54. Đó anh chị, thì đây đây là cái khoảng sân trước nhà nè, mình có thể để xe máy ha, để hai xe được nha anh chị. Một nó và phía trong để xe. Ở đây thì chủ nhà hiện tại đang thiết kế là một trệt một lửng ha, xây rất là lâu rồi. Và trong đây là ngay khoảng không gian này thì mình có thể làm chủ nhà họ cũng cũng ngăn vách để mình máy lạnh rồi anh chị. Đó, tại vì nhà chính chủ đang ở mà nên là cũng làm vách để làm máy lạnh phòng phía trước rồi. Đó, nhà đây có hai không gian ngủ, một cái là dưới trệt, một cái là trên cái lửng nha anh chị. Đây, sổ hồng riêng đã hoàn công đầy đủ rồi. Đó, chính chủ chú Đức, thế anh chị thấy cái sổ hồng không? Sổ hồng thì để nhà, mua bán là công chứng liền ha. Nhà hiện tại á, là chú Đức đang mong muốn với mức giá là 4 tỷ 250 triệu nha. Đây là vợ chú Đức ha. Đây, nhà thì cũng còn rất là ổn, anh chị mua về có thể ở được liền. Ở đây, cô chú thì ngủ ở đây. Ở trên trên cái gác lửng sẽ là con gái cô chú ngủ nha. Anh chị nào quan tâm căn này thì liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại bên dưới 0949 900 589. Em hỗ trợ cho anh chị mình xem trực tiếp nha, cũng như là gặp trực tiếp chủ nhà để trao đổi thương lượng thêm về giá cả nha anh chị. Đó, đây là phòng vệ sinh nè. Nào, ở đây ở trên đây nó sẽ có một cái lửng nè anh chị. Nó đây mình nhìn lên trước đây, đây lên có một cái lửng nè. Đó, đây trên lầu, trên phòng đóng cửa thì hiện tại là con gái đang nghỉ trưa nên là em không có vô. Xin cảm ơn chị đã xem hết video và hẹn gặp lại chị vào video sau.